Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Từ chuyện danh hài Chí Tài qua đời vì đột quỵ, một động tác chỉ 60 giây sẽ cho ngay đáp án bạn có nguy cơ đột quỵ hay không. Một phút tương đương với 60 giây có thể cứu mạng bạn. Chiều ngày 9 tháng 2, thông tin nghệ sĩ hài Chí Tài qua đời vì đột quỵ khiến dư luận xôn xao. Nguyên nhân được người thân cận của nam nghệ sĩ tiết lộ là do đột quỵ. Thực tế, ngoài tuổi 40, bất cứ ai, đặc biệt là nam giới, với nhiều áp lực trong công việc và cuộc sống, có thể bị đột quỵ ập tới bất cứ lúc nào. Thống kê cho thấy, 1/3 số ca đột quỵ rơi vào độ tuổi từ 40 đến 45. Nam giới có nguy cơ cao gấp 4 lần nữ giới. Đặc biệt, bệnh gây hậu quả nặng nề, hơn 50% qua đời, 45% sống sót gặp di chứng tàn phế. Phát hiện sớm nguy cơ đột quỵ không khó, thậm chí chỉ cần bỏ ra 1 phút, bạn hoàn toàn có thể chẩn đoán được chỉ bằng một động tác đơn giản. Đó là thử động tác kim kê độc lập, gà vàng đứng một chân. Động tác đứng một chân trong yoga hay thái cực quyền, tuy đơn giản nhưng lại có thể điều chỉnh cho mối quan hệ của lục phủ ngũ tạng trở về trạng thái hài hòa và còn đem lại nhiều công dụng dưỡng sinh. Thử thách này xuất phát từ nghiên cứu của Đại học Y khoa Tokyo, Nhật Bản. Với trên 1.387 người, độ tuổi trung bình 67, cho thấy có đến 95,8% không đứng được quá 20 giây khi giữ thăng bằng 1 phút. Bác sĩ nói, nếu đứng một chân mà không quá 20 giây thì tiềm ẩn nguy cơ cao bị đột quỵ. Sau thử thách kim kê độc lập được nhân rộng, trở thành một trào lưu thách đố hot trên mạng xã hội với tên gọi One Leg Challenge. Theo các bác sĩ, với những người tham gia thử thách, thất bại được chụp cộng hưởng từ não bộ để đánh giá tình trạng các mạch máu não. Điều bất ngờ là có đến 50,5% người xuất hiện 1-2 ổ nhồi máu lỗ khuyết, tác động mạch nhỏ nằm sâu trong não, và 45,3% có 1-2 điểm vi xuất huyết, chảy máu rất ít trong não. Các chuyên gia gọi đây là đột quỵ thầm lặng. Sự phối hợp tay và chân được kiểm soát bởi mạng lưới thần kinh phức tạp nằm sâu trong não. Việc không thể đứng được quá 20 giây là dấu hiệu cho thấy các mạch thần kinh đang gặp trục trặc, tắc nghẽn mạch máu não, chảy máu trong não. Lời khuyên của những nhà nghiên cứu, nam giới tuổi 40 có thể tranh thủ 1 phút rảnh rỗi thực hiện tại nhà, văn phòng làm việc hoặc bất cứ nơi đâu, chỉ cần đứng bằng một chân trong vòng 60 giây là có thể kiểm tra nhanh nguy cơ mắc chứng đột quỵ não trong tương lai. Quý vị và các bạn thân mến, bài tập quá đơn giản đúng không nào? Tôi hy vọng sau khi xem xong video, quý vị hãy dành 1 phút để thực hiện thử thách này. Mọi người ơi, bạn cỡ nào cũng ráng xem phần tiếp theo của video này nha. Nó thực sự cần thiết, thông tin sức khỏe cần biết. Gần đây rất nhiều người chết vì đột quỵ. Hôm nay mình chia sẻ với mọi người một thông tin hay về triệu chứng đột quỵ. Biết đâu bạn có thể nhận biết được điều này và sẽ cứu sống những người xung quanh mình kịp thời. Các nhà nghiên cứu vừa tìm ra triệu chứng để nhận biết được triệu chứng đột quỵ, đó là biểu hiện của lưỡi. Trong bữa tiệc nướng, một phụ nữ tên Dân vấp ngã, rồi cô bảo mọi người rằng cô không sao vì mọi người khuyên nên đi bác sĩ. Cô nói cô vấp vào viên gạch vì đôi giày mới. Mọi người giúp cô gọt rửa quần áo và lấy đĩa thức ăn mới cho cô. Còn một chút run run nhưng cô vẫn đi lại ăn uống cùng mọi người suốt bữa tiệc. Rồi sau đó, chồng cô gọi điện bảo mọi người rằng vợ anh đã phải đưa đi viện, Dân đã mất lúc 6 giờ tối. Cô bị đột quỵ tại buổi tiệc. Nếu mọi người biết cách nhận biết các dấu hiệu của đột quỵ thì có lẽ hôm nay Dân vẫn còn ở lại với chúng ta. Có thể nói rằng một số người không chết mà họ chỉ kết thúc trong tình trạng không ai giúp đỡ, không ai có khả năng giúp đỡ. Vì thế, bạn đừng tiếc một phút để xem tiếp phần sau. Một bác sĩ về thần kinh nói nếu ông có thể gặp một bệnh nhân đột quỵ trong vòng 3 tiếng thì ông có thể hoàn toàn đảo ngược tình thế. Ông nói, bí quyết chỉ là nhận biết triệu chứng đột quỵ,
chẩn đoán và sau đó chăm sóc y tế cho bệnh nhân trong vòng 3 giờ. Song bí quyết này không phải ai cũng dễ dàng biết. Cách nhận biết bệnh đột quỵ. Đôi khi các triệu chứng đột quỵ rất khó nhận biết. Thật vậy, việc không nhận diện được triệu chứng đó có nghĩa là hiểm họa. Nạn nhân đột quỵ có thể bị tổn thương não nghiêm trọng nếu mọi người xung quanh không nhận biết được các triệu chứng đột quỵ. Bạn hãy nhớ 3 bước gọi tắt là C, N, G. Bằng cách hỏi bệnh nhân 3 câu đơn giản sau. C, bảo người đó cười. N, bảo người đó nói chuyện và nói chữ A, nói câu đơn giản một cách mạch lạc. Ví dụ, canh cua cà, món súp gà. G, bảo người đó giơ cả hai tay lên cao qua đầu. Nếu bệnh nhân gặp khó khăn với bất kỳ một điều nào trong số 3 điều đó, hãy gọi cấp cứu ngay và mô tả các triệu chứng cho người điều động cấp cứu. Biểu hiện mới của đột quỵ. Hãy bảo người bệnh lè lưỡi ra. Nếu lưỡi bị cong hoặc vẹo bên này, vẹo bên kia thì đó cũng là dấu hiệu đột quỵ. Bác sĩ chuyên khoa tim nói, nếu mỗi người chúng ta chia sẻ thông tin này cho 10 người thì đảm bảo rằng ít nhất sẽ cứu được một người. Cuối cùng, chúng tôi thực sự mong rằng những gì Sức Khỏe Tự Nhiên chia sẻ trong video này có ích cho bạn. Quý vị và các bạn cũng đừng quên ấn nút đăng ký kênh và nhấn vào chia sẻ để giúp những người thân yêu của mình cùng khỏe mạnh. Hãy nhấn vào tín hiệu chuông để cập nhật những video mới nhất đến từ ban biên tập chương trình. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất và hay nhất của Sức Khỏe Tự Nhiên. Cuối cùng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.